Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày 19 tháng 2 cho biết, số nhà trẻ trên toàn quốc tính đến cuối năm 2022 là 30.923 cơ sở, giảm 9.315 cơ sở so với cuối năm 2017 là 40.238 cơ sở, đồng nghĩa với việc cứ 4 nhà trẻ thì có 1 nhà trẻ đóng cửa. Các lớp trông trẻ tại nhà có mức giảm lớn nhất là 40% từ 19.000 nơi xuống còn 12.000 nơi. Lớp trông trẻ tại nhà là một trong những cơ sở giữ trẻ được bậc phụ huynh ưa chuộng, dù quy mô nhỏ, do có vị trí gần với nhà ở hoặc chung cư và môi trường nuôi dạy trẻ tương tự như hộ gia đình. Tỷ lệ sinh trong cả năm 2018 rơi xuống còn 0,98 trẻ là yếu tố ảnh hưởng đầu tiên tới sự sụt giảm của lớp trông trẻ tại nhà, do đây là nơi thường nhận chăm sóc trẻ nhỏ dưới 24 tháng tuổi. Theo dự đoán, nếu tình hình tỷ lệ sinh tiếp tục giảm thì tốc độ đóng cửa của các loại hình nhà trẻ khác cũng sẽ tăng chóng mặt. Tính đến năm 2022, số nhà trẻ tư nhân, nhà trẻ hợp tác xã là nhà trẻ được điều hành bởi phụ huynh, giáo viên và người dân. hay nhà trẻ do công ty và tổ chức điều hành cũng giảm lần lượt là 30,75%, 19,5% và 20,88%. Các đoàn thể phụ huynh trẻ nhỏ đang quan tâm về vấn đề số nhà trẻ và trường mẫu giáo giảm do tỷ suất sinh cực thấp, từ đó xúc tiến đề ra các biện pháp đối phó với vấn đề này.